chào các bạn. Nay thương hiệu thời trang Nam Jonathan đập hộp cái mã hai mã quần jean mới của bên mình nha. Sản phẩm của Jonathan thì luôn full box như này nha các bạn, có đầy đủ túi giấy hộp này, hàng là hàng xịn nha. Đấy, cái clip này thì mình quay luôn hai mã, là hai cái mã gọi là mới, gần như mới nhất và kinh điển nhất của bên mình. Thì có một mã thì là basic, một hai cái màu khác nhau nha. Một mã thì là basic kiểu đơn giản, đơn giản. Một mã thì cũng cái màu này thì là cái màu khá là độc, khá là độc. Và cũng có khỏe khoắn hơn một tí. Đấy. Cái mã này thì là cái mã cái màu nó xanh đen ánh tím. Các bạn nhìn ở đây có một chút ánh tím ở đây. Rất là ok. Có cao xước nhẹ một số điểm như này. Đấy. Mã này là cái mã QG024 nha các bạn. Về form của hai mã thì là tương đồng nhau, là form slim fit. Ống là từ ống khoảng 16.5 đến 17. Vải thì là vải jean co giãn nhẹ, co giãn nhẹ. Cầm sờ nó rất là mướt tay, nó rất là mướt tay. Tức là vải jean xịn nha các bạn, đừng có so sánh với hàng ở chợ linh tinh nha. Đấy. Cái màu này thì là màu khá là độc này. Mình thấy là cái màu này rất là ok. Đấy, mình sẽ quay mặt sau. Mặt sau thiết kế cũng có một số điểm cào xước nhẹ. Như cái mã này thì các bạn kết hợp với cả polo hoặc là áo sơ mi trắng gì đấy, bori gì đấy thì lên nó cũng rất là đẹp. Tại vì cái màu nó rất là độc, màu rất là độc. Đấy, mình sẽ giới thiệu tiếp. Cái mã này thì là cái mã nó khá là khỏe khoắn rồi, khỏe khoắn. Còn cái mã này thì nó lại basic, màu cơ bản. Nhưng mà màu này thì là một cái màu mình thấy là khá là tinh tế, màu xanh. Xanh nó không cào xước gì hết. Nhưng cái mã này các bạn mặc đi làm rất là ok này. Các bạn đi với cả polo sơ mi gì đấy. Về form thì là tương tự, là form như nhau, là form slim fit nha. Form slim fit thì mình thấy là cái độ tuổi từ khoảng 25 cho đến 35, 37 là hay, cũng rất là hay mặc slim fit. Tại vì nó không bị ôm form skinny và nó không bị rộng quá nha các bạn. Đấy. Chất liệu vải đây thì là vải jean xịn rồi, không phải bàn rồi. Sờ rất là mướt tay. Đấy. Nếu mà các bạn thích mặc quần jean thì hai mã này đó là hai cái mã mà có thể kết hợp với nhau được. Có là hai cái màu nó khác nhau cho nên thay đổi được. Đấy. Thì nếu mà các bạn thích thì là mua luôn hai cái thì bên mình giảm 10% nha. Giảm 10%. Còn ở sau, mặt sau thì cũng tương tự nhau thôi. Là cũng có cái mác. Đấy, mác nhìn cũng rất là xịn. Mác da thật 100%, da bò nguyên miếng. Size thì cũng là sẽ từ 28 trên 36. Đấy, hai mã này là mình thấy là hai mã mới nhất và là hai mã kinh điển và bán chạy nhất của bên mình hiện tại. Thì mình làm clip để kết hợp trong một cái clip nha, trong một cái video. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem.